các vị thấy cái miệng của Nguyên nó có trúng hay không? Nguyên đã nói rồi mà, vấn đề chính trị của Mỹ nó sẽ có nhiều biến cố bất ngờ xảy ra. Và nó đã xảy ra sớm hơn dự định. Và Nguyên đã từng nêu lên là coi chừng, đợt này chúng ta không phải chỉ có ông mà chúng ta còn có bà. Thì bây giờ các quý vị cũng thấy những cái gì mà Nguyên đã tâm tình cách đây không lâu, nó đã biến thành sự thật. Thì cái vấn đề này chúng ta đã thấy rõ được là tình trạng chính trị của Mỹ nó vô cùng phức tạp, đặc biệt là trong một cái giai đoạn hiện bây giờ không thể lường được trước, trong một cái bối cảnh nó ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cả toàn cầu. Các quý vị cũng biết là chính trị của Mỹ nó ảnh hưởng đến toàn cầu, về vấn đề ngoại giao, về vấn đề kinh tế, cả luôn vấn đề quân sự. Trong một cái bối cảnh mà chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn, hiện bây giờ thì người ta đặt một cái câu hỏi rằng cái sự rút lui của Tổng thống Joe nó có ảnh hưởng đến trực tiếp hay là gián tiếp đến cuộc chiến tranh Ukraine và Nga hay không? Chúng ta đều biết là cái đường lối của Tổng thống Joe qua 2 năm mấy vừa qua yểm trợ rất là mãnh liệt cho Ukraine. Và bây giờ thì Tổng thống Joe đã rút lui. Cái sự rút lui của Tổng thống Joe nó có thể tác động như thế nào? Có thể cô chú anh chị em cũng thấy là cả bàng hoàng trên cả thế giới đang rất là lo lắng, đặc biệt là vấn đề chính trị của Mỹ. Nhưng mà trong diễn đàn này, trong cái kênh Thời sự Biển Đông, cho Nguyên mạng phép không nói quá nhiều về chính trị của Mỹ, để Nguyên dành lại trong cái kênh kế tiếp một tiếng đồng hồ sau, trong cái kênh CND Trần Quốc Việt. Và chúng ta sẽ cùng nhau tâm tình với bản tin của quốc tế, trong đó Nguyên sẽ phân tích và chia sẻ sâu sắc hơn về vấn đề của Hoa Kỳ. Cho Nguyên mạng phép chỉ chia sẻ trong cái kênh này về cái sự việc tác động giữa sự rút lui của Tổng thống Joe tốt hay là xấu, để chúng ta nhìn được cái cuộc chiến tranh này có sự thay đổi nhà lãnh tụ tại Mỹ, kết quả nó như thế nào. Sau khi cả thế giới đã được nhận tin qua chính lá thư từ chức, phải nói là rút lui của Tổng thống Joe, thì Tổng thống Zelensky đã có sự lên tiếng. Đầu tiên nhất là Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Joe đã nỗ lực giúp đỡ Ukraine trong những năm vừa qua, và ca ngợi là bác Joe là người đã đấu tranh cho cái nguồn tự do và không bao giờ quên ơn những cái công lao mà Joe đã giúp đỡ cho Ukraine trong thời gian vừa qua. Và tên của bác Joe sẽ in sâu vào trong tâm trí của người dân Ukraine hay trong lịch sử Ukraine trong tương lai. Thì đây là lời cảm ơn của phía bên Tổng thống Zelensky. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng là sự thay đổi này nó có tác động đến sự giúp đỡ, đó là cái điều quan trọng. Và ai trong tương lai làm tổng thống có thể thay đổi vì cái tình trạng chiến sự hay không? Theo cái nhìn cá nhân của Nguyên đó, thì cái vấn đề mà bác Joe rút lui ra khỏi bầu cử năm 2024 đó, nó không ảnh hưởng gì hết đến cái sự giúp đỡ của Ukraine trong giai đoạn này. Ngược lại, nó còn giúp đỡ Ukraine dễ lựa chọn cái sự ủng hộ hơn. Nói thì phải có bằng chứng cụ thể. Gần đây nhất thì các quý vị cũng biết đó là giữa Tổng thống Zelensky và cựu Tổng thống Trump đã có cuộc nói chuyện điện thoại. Và trong cái bài thảo luận nói chuyện đó, thì Zelensky đã không biết ủng hộ bên nào mới là đúng, nên ông ta đã dùng một cái ngôn từ là tôi ủng hộ cả hai bên. Tôi không đứng về bên nào, tôi đứng trung lập và tôi ủng hộ cả hai ứng cử viên, cả luôn Trump và Joe. Nhưng bây giờ thì bác Joe không còn nữa, thì Zelensky sẽ dễ lựa chọn hơn. Dễ lựa chọn hơn. Và cũng dễ phỏng đoán ra được tương lai ai làm tổng thống hơn nữa. Vì hiện bây giờ cái người cạnh tranh, Nguyên phải nói là có tầm cỡ của đảng Dân Chủ không còn tồn tại. Hiện bây giờ chúng ta đều biết là phó tổng thống sẽ thay thế. Nhưng mà cái vị thế của phó tổng thống nó sẽ kém đi. Và cơ hội của bác Joe thắng thì càng cao hơn. Cái điều này thì nó sẽ dẫn đến cái điều gì? Nó sẽ dẫn đến người ta tập trung vào bác Trump và đem những cái ý kiến về vấn đề hòa bình sẽ đặt trọng tâm vào bác Trump nhiều hơn. Điển hình cụ thể hơn nữa thì gần đây là ông cựu thủ tướng của Anh Quốc. Đó là ông Boris Johnson. Chắc là các quý vị nghe cái tên này cũng khá là quen thuộc. Nếu các quý vị không nhớ tên ổng thì nhớ cái đầu của ổng là được. Đầu của ổng là cái đầu chim. Nó không bao giờ chảy. Giống như là cái ổ chim vậy đó. Chim có thể làm ổ trên đầu của ổng lúc nào cũng được. Và ông Boris Johnson đã có cuộc nói chuyện với bác Trump nhiều tiếng đồng hồ. Và sau đó thì ông Boris Johnson đã trả lời trước báo chí với cái quan điểm và cái nhìn của ổng về bác Trump trong tương lai. Thứ nhất là ông Boris Johnson
ông ủng hộ Bắc Trump và ông tin rằng là trong cái bầu cử sắp tới Bắc Trump sẽ là người chiến thắng. Thứ hai, ông cho rằng là cái sự nỗ lực và tài ba và cái sự quyết tâm của Bắc Trump sẽ đem lại hòa bình cho Ukraine. Một cái hòa bình công bằng, công chính, đặt với cái sự quyền lợi của Ukraine, chứ không phải là một cái hòa bình đặt để do Nga muốn. Cái điều này tin rằng là Bắc Trump sẽ đem lại cái áp lực và để cho Putin bắt buộc phải ngồi lại trên cái bàn đàm phán. Tất nhiên, đây là chỉ lời nói phát biểu của một hướng do ông Boris Johnson, cựu thủ tướng Anh Quốc. Nhưng mà các quý vị cũng thấy rõ được là có nhiều người tin tưởng cái điều đó. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Bắc Joe đã rút ra khỏi, thì cái niềm tin đặt cược trên Tổng thống Trump lại nhiều hơn. Nhưng đối với Nguyên, cái sự rút lui của Tổng thống Joe nó sẽ không ảnh hưởng gì về việc cái gói trợ cấp hay là ảnh hưởng đến cái chiến lược giữa Mỹ và Ukraine cả. Ngược lại thì người ta dễ tập trung hơn. Vì khởi đầu thì người ta còn phân vân giữa Bắc Joe và Bắc Trump. Thì bây giờ không còn sự lựa chọn thì người ta chú tâm vào Bắc Trump nhiều hơn. Đây là bản tin đầu tiên, cũng là bài phân tích của Nguyên. Và các quý vị cũng thấy đó, sau này nếu các cô chú anh chị em nào có con cái nó thích ăn mắm ăn muối, đừng cấm, đừng nói nó một câu là ê, ăn mắm ăn muối không có tốt sức khỏe đâu con. Nhờ ăn mắm ăn muối như vậy đó, Nguyên mới nói tầm bậy tầm bạ mà chúng tùm lum tùm la. Và Nguyên đã phỏng đoán nhiều sự việc liên quan đến Hoa Kỳ, nó đã chính xác. Nó là chính xác các quý vị. Và đó là sự may mắn. Và bây giờ, bản tin kế tiếp mà Nguyên muốn chia sẻ cùng các quý vị, sôi động, hấp dẫn, ly kỳ, liên quan đến sự nổi loạn tại đất nước Nga, sự biểu tình hiếm hoi. Các quý vị cũng biết là trong những cái quốc gia độc tài, thì cái cuộc xuống đường biểu tình nó là một chuyện không dễ dàng. Chúng ta sống trong những quốc gia tự do, đặc biệt là nước Pháp. Hình như là người Pháp đẻ con ra là nó có máu biểu tình rồi. Nguyên không biết là người Pháp họ khoái biểu tình lắm. Chuyện nhỏ, chuyện lớn gì họ cũng biểu tình. Biểu tình từ trường học. Lớp 6 là nó dạy mình đã biểu tình rồi. Rồi biểu tình khi lớp 12 vào đại học. Rồi đi làm nó cũng dạy mình biểu tình. Hình như là đẻ con ra là máu biểu tình nó ăn sâu trong xương, trong tủy người Pháp rồi. Nhưng đối với quốc gia độc tài là một cái chuyện không thể được. Vì mỗi lần xuống đường biểu tình thì có nghĩa là mình phải đối đầu với pháp lực. Mình phải đối đầu với lực lượng an ninh, công an vân vân và vân vân. Nên là biểu tình là một sự hiếm hoi tại trong đất nước Nga, đặc biệt là trong cái giai đoạn nhạy cảm, đất nước đang chiến tranh, đất nước đang khó khăn. Mà biểu tình thì không khác biệt gì đối với Putin rằng là phản động, phản quốc. Nhưng người dân Nga vẫn xuống đường biểu tình. Nguyên nhân và lý do. Khổ quá mà. Khổ quá mà Putin ơi. Một cái đất nước Nga là một cái đất nước bán năng lượng cho người khác, bán dầu hỏa cho người ta, bán khí ga cho người ta, bán điện lực cho người ta. Và bây giờ người dân trong đất nước không có điện để mà xài, không có nước để mà xài. Mà không phải là một ngày, đã nhiều ngày, nhiều tháng. Đặc biệt là 4 ngày gần đây là 4 ngày không có điện. Chịu hết nổi. Sự khổ, khổ của người dân chịu không còn nổi nữa. Dân đã quá khổ nên bắt buộc họ phải xuống đường than gian và khóc lóc. Họ phải xuống đường và kêu rằng chính phủ phải có trách nhiệm. Chính phủ không thể làm ngơ với cái hành động này mà khi cái sự việc nó tiếp diễn nhiều lần. Và bây giờ họ phải đối đầu với vấn đề năng lượng. Họ thiếu năng lượng nghiêm trọng. Thì họ kêu chính phủ của Nga phải giúp đỡ họ. Và cuộc xuống đường đầu tiên thì khá là ôn hòa. Nhưng dần dần, tiếng nói của dân dân không được lắng nghe. Chính phủ phớt lờ. Sự phẫn nộ của người dân tao trào và có sự xôn đột với phía bên an ninh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không phải là lần cuối cùng. Cái vấn đề này nó sẽ được tiếp diễn càng ngày càng nhiều trong những năm và tháng kế tiếp. Trung Nguyên nói là bắt đầu Nga đã bắt đầu hứng chịu được cái đòn đau đớn về vấn đề năng lượng, về vấn đề kinh tế. Người dân Nga sẽ bắt đầu thấy cuộc sống càng bế tắc nhiều hơn. Và khi con người đói khổ, họ mới bắt đầu đứng dậy, đòi hỏi quyền lợi. Để thấy rõ được là bắt đầu Nga cảm nhận được sự khó khăn các quý vị. Nói đến đây thì có nhiều cô chú anh chị em nào ủng hộ Putin, ủng hộ đất nước Nga thì không tin đâu. Vì những bản tin như vậy đó, thì người ta giấu rất là kỹ. Ở Nga họ giấu rất là kỹ, họ không muốn loan tả. Các quý vị cũng biết là hiện bây giờ đã có nhiều nơi
bắt đầu đã đưa ra những cái phong trào nổi loạn. Nhiều nơi đang âm thầm tạo ra sức mạnh củng cố quyền lực của mình để làm gì? Để chuẩn bị cho một cái kịch bản nếu một ngày nào đó Putin không còn tồn tại, đất nước Nga không còn giữ vững, thì họ muốn có một sự độc lập. Hiện bây giờ ai cũng thủ cho cá nhân của mình hết. Mỗi ông thống đốc ở những khu vực đang thủ cho bản thân của mình. Một là tìm cho mình cái con đường chạy trốn. Hai là củng cố sức mạnh của mình. Nếu cần thiết, mình đứng ra đòi độc lập. Và hiện bây giờ đất nước Nga bề mặt thì khá là ổn định. Nhưng thực tế ở trong ung thư hết rồi. Ung thư hết. Bề mặt thì thấy khỏe đó. Nhưng mà thực tế thì tình trạng ung thư của đất nước Nga nó đang loan tỏa ra một cách nhanh chóng, đáng lo cho đất nước Nga trong tương lai. Thì cái gì cũng vậy các quý vị. Nghiệp nó quật. Trồng cái gì thì ăn quả đó. Đây là cái quả mà Putin đã trồng. Đây là cái nghiệp mà Putin phải chịu. Khi lúc đó đất nước Nga trước khi cuộc chiến tranh là một cái quốc gia có tiếng nói lớn, một cái quốc gia đầy năng lượng. Nhưng bây giờ người dân Nga không có điện để mà xài. Và đặc biệt hơn nữa là cái sự chia tài sản của đất nước không công bằng. Nhiều nơi thì phồn vinh, nhiều nơi thì nghèo khó. Nó sẽ dẫn đến nhiều sự bế tắc, sự ganh tị và nhiều thế lực trong nội bộ của đất nước Nga sẽ giật dây chính trị và sẽ tạo ra nhiều mâu thuẫn cho đất nước Nga trong tương lai. Đây là bản tin liên quan đến cuộc biểu tình đang được nhiều người chú ý mà Nguyên cũng muốn chia sẻ các quý vị. Điều này nó sẽ dẫn đến nhiều sự việc khác mà chúng ta sẽ theo dõi sát sao. Hiện bây giờ thì chính phủ Nga chưa dám dùng vũ lực để tấn công người biểu tình. Nhưng mà cái sự nhượng nhịn của Putin được bao lâu? Khi phong trào biểu tình nó sẽ được nước làm tới và lúc đó Putin sẽ dùng vũ lực thì sẽ ảnh hưởng đến thế nào với cái khuôn mặt chính trị của Putin trong tương lai? Đó là bản tin thứ hai, khá là gây sốc đúng không? Bản tin thứ ba càng gây sốc hơn nữa. Hiện bây giờ đất nước Nga đang nhức đầu, đặc biệt là ngày hôm qua nhiều tựa đề nó gây rất là sốc với cái tựa đề sau đây. Binh sĩ Nga phải rút ra khỏi Ukraine về giải cứu Điện Kremlin. Ghê không? Tất nhiên là đây là cái tựa đề người ta giật tích, nó không có thật như vậy. Làm gì có mà lực lượng quân đội của Nga đang giao tranh ở tại Ukraine mà phải rút về để bảo vệ Điện Kremlin. Nhưng mà ngày hôm qua thì nhiều tựa đề, nhiều báo chí, đặc biệt là báo của Ukraine và nhiều báo khác thường xuyên đưa cái bản tin này. Câu chuyện nó như thế nào? Thật hư ra sao? Thì trong nguyên mạng Pháp chia sẻ với một cách nghiêm trọng nhất để cho các quý vị nhìn thấy rõ được cái bức tranh chiến tranh ngày hôm nay và nhiều sự khó khăn của chính phủ Nga ở trong đất nước gặp phải. Các quý vị biết là gần đây nhất thì là Putin đã chiêu mộ binh sĩ bằng một cách nguyên gọi là chiêu mộ bất chấp. Ai cũng chiêu mộ hết, trong đó có nhiều tội phạm giết người, hiếp dâm, cướp bóc vân vân và vân vân. Những cái tội mà Nguyên nói là tội tày trời và tội chung thân khổ sai. Và bởi vì Putin cần số lượng binh sĩ nên Putin đã chiêu mộ tù binh. Và những tù binh này với cái cam kết hợp đồng là nếu đi lính 1 năm, 2 năm mà còn sống thì được thả tự do và còn được một chút xíu tiền. Thì những binh sĩ này đó, một số lượng khi trở thành binh sĩ chính thống của Nga, họ đi lính ở tại chiến tranh Ukraine, họ may mắn sống sót, họ quay trở về. Thì họ không thể hòa đồng được với cộng đồng xã hội. Họ hòa đồng không được. Họ, bản chất của họ là cướp bóc và họ đi lính để giết người. Mà khi quay trở về thì họ sống với cuộc sống bình thường của người dân thường. Họ không hòa đồng được với cộng đồng xã hội. Nên là họ có những cái hành động bạo lực, tổ chức tập thể bạo lực, quậy phá, cướp bóc. Khi lúc đó khi họ về thì họ bắt đầu với những cái người cùng lý tưởng của họ, cùng quan điểm sống của họ đã quậy phá khắp nơi tại đất nước Nga. Hiện bây giờ cái tâm trạng của người dân Nga đang hoang mang và lo lắng, đặc biệt là những binh sĩ đã không còn nhập ngũ nữa và trở về. Vì những binh sĩ này họ không tâm lý không được bình thường. Khó thể bình thường lắm. Các quý vị cũng biết mà, sống với chiến tranh thì làm sao tâm lý nó bình thường được. Sống với bom đạn và người lân cận của mình tử vong, cuộc chiến tranh này đâu phải là ít người tử vong đâu. Cả triệu người rồi. Bây giờ con số đã vượt qua 1 triệu rồi. Thì các quý vị cũng thấy rõ được mà làm sao tâm lý nó bình thường trước khi cuộc chiến đã bất thường rồi.
Và trong cuộc chiến đi lính một năm trở về thì làm sao bình thường được. Nên là bây giờ xã hội của Nga phải đối đầu với làm sao để ngăn chặn cái sự việc mình kêu là tệ nạn xã hội do những cựu chiến binh trở về càng ngày càng nhiều. Trong đó có người bị thương, có người không bị thương. Đặc biệt là những cái thành phần trở về là những cái thành phần nguyên nói là cái thành phần tệ nạn của xã hội. Và khi họ trở về họ quậy, hãy nói dùng chung là họ quậy, họ làm những cái hành động phải nói là đáng lo và đáng sợ, để cho tất cả an ninh của xã hội Nga nó không còn được trật tự. Chính phủ Nga ngày hôm qua đã đưa ra nhiều cái kế hoạch để làm sao sắp xếp để giảm bớt đi cái tình trạng mà khi nhập ngũ trở về gớt vào trong cái trạng thái đảng phái mafia vân vân và vân vân, và cái điều đó nó sẽ dẫn đến tệ nạn xã hội, bất an cho đất nước Nga. Đây cũng là một cái vấn đề các quý vị thấy rõ được là Putin ngày hôm nay ăn ngủ sẽ khó yên. Nhiều vấn đề đã được loan tả ra. Chúng ta đã thấy rõ được là cái bối cảnh chính trị của đất nước Nga đang xấu dần. Bộ máy chính trị của Nga đang bắt đầu có những sự lục đục. Tệ nạn xã hội của Nga tăng vọt. Nền kinh tế của Nga đang suy thoái. Lạm phát đang tăng cao. Người dân đang thiếu điện và thiếu nước. Đây không phải là trường hợp hiếm hoi và ít ỏi. Cái điều nếu mà lâu lâu có một lần thì không nói. Đây là cái chuyện thường xuyên xảy ra bây giờ tại đất nước Nga và khắp nơi trên lãnh thổ của Nga với một cái diện tích đất đai vô cùng lớn. Để cho các quý vị thấy được đó là những gì mà Putin đem lại cho người dân Nga trong 2 năm cuộc chiến tranh. Nhiều khi Nguyên ngồi Nguyên gãi đầu hoài, Nguyên hỏi, ê, đánh chiến tranh Ukraine ông được cái gì? Ông được người ta truy nã. Ông bị người ta lên án, ông bị người ta tẩy chay, ông bị người ta trừng phạt. Đất nước Nga ông suy thoái. Mà đến bây giờ ông vẫn không được tỉnh giấc. Ông không biết mở con mắt ông ra và ông ngừng cuộc chiến. Các quý vị. Nên là gần đây thì các quý vị biết là Nguyên có đem những cái bài bình luận và chia sẻ những bản tin, những nhà chuyên gia họ đánh giá là Putin cầm cự được bao lâu. Nhưng mà cái điều khó cho Ukraine cũng có những cái phía cạnh khó. Vì Ukraine phải dựa dẫm vào đồng minh. Nên là gần đây một bài phát biểu của ông Vitaly, đó là thị trưởng của thành phố thủ đô của Ukraine. Thì ông ta nói rằng là cái thắng lợi của chúng ta nó nằm trong cái sự dựa dẫm, cái sự nguồn cung cấp của đồng minh. Nên là cái điều này làm chúng ta rất là băn khoăn. Nếu đồng minh cung cấp mạnh mẽ thì cuộc chiến thắng chúng ta thì không có cái gì chối cãi. Nhưng nếu đồng minh cung cấp chúng ta một cách chậm chạp, ít ỏi, thì chúng ta phải gánh chịu cuộc chiến tranh kéo dài và tính mạng của chúng ta sẽ bị mất đi rất là nhiều người dân. Nên tôi kêu gọi chính phủ Zelensky hãy tìm ra biện pháp để làm sao chúng ta đem lại cuộc thắng lợi nhanh gọn lẹ. Đây là lời kêu gọi của ông Vitaly, có phần hơi một chút xíu trách móc. Vì đối với ông ta rằng là cái sự viện trợ của phương Tây, nói chung là đồng minh, nó không được quá đầy đủ. Có lúc có, lúc không. Và nó dẫn đến cho cuộc chiến tranh nó phải kéo dài. Và khi Ukraine có đủ khả năng chiến thắng, nhưng bởi vì những rào cản về những cái sự viện trợ nên nó là chậm trễ. Nên ông ta nói rằng chiến thắng chúng ta nó dựa dẫm vào đồng minh. Cái điều này nó là thật các quý vị. Chúng ta nhìn 2 năm cuộc chiến thì chúng ta đã thấy rõ được là có nhiều giai đoạn phương Tây viện trợ khá là chậm. Sự chậm trễ đó chúng ta đã thấy rõ, đặc biệt là cái gói trợ cấp vừa qua của Hoa Kỳ quá chậm, chậm gần cả năm. Nên đã làm cho Nga đã tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là trong thời gian Nga đã mở ra nhiều mặt trận khác. Nên cái điều đó đã dẫn đến một cái sự bế tắc và cuộc chiến tranh nó đang còn kéo dài. Và bây giờ những bản tin sôi động, bây giờ Trung Yên tiếp tục những bản tin sôi động khác liên quan đến ngoại giao, đặc biệt là ông Kudeba. Các quý vị biết Kudeba là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine. Ngày hôm nay ông ta đã đến Peking, đến Trung Quốc. Và sẽ ở đó đến 2 ngày, đến ngày 25 tây. Thì cái lý do mà Ukraine đã gửi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến Trung Quốc để làm gì? Đó là cái vấn đề Ukraine muốn mở cái hợp đỉnh hòa bình sắp tới đây. Diễn biến ra tại Anh Quốc. Và cái hiệp đỉnh hòa bình này đó, nó cần sự hiện diện theo như cái đề nghị của nhiều quốc gia là phải có sự hiện diện của Nga. Mà các quý vị biết là ngày hôm nay Nga không có nể mặt nể mũi ai cả ngoài Trung Quốc ra. Đó, bây giờ là cái chỗ nào có Trung Quốc là chỗ đó có Nga. Và cái điều mà cần sự hiện diện của Trung Quốc để mà lên tiếng nó cần thiết.
để cho Nga lắng nghe người khác nói. Và cái sự can thiệp của Trung Quốc nó có thể nói là một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn. Vì ngày hôm nay Putin vẫn còn có tiền, vẫn còn có thể hoạt động cái bộ máy chính trị, kinh tế và quân sự là nhờ sự giúp đỡ của Trung Quốc. Nên cái sự kêu gọi Trung Quốc bắt tay để giải quyết hòa bình, đó là cái điều cần thiết. Tất nhiên đó là nhìn về một cái phía cạnh ngoại giao. Đó là cái nhìn của người châu Âu, nhìn của phía bên Ukraine họ cầu mong. Nhưng đối với bản thân của Nguyên thì Nguyên biết được Trung Quốc đang có âm mưu gì. Tất nhiên là nhìn về phía cạnh của châu Âu thì họ lúc nào họ cũng kêu gọi Trung Quốc là sát cánh cùng họ để tạo ra cái cuộc hòa bình. Vì cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc rất là lớn đến Nga trong giai đoạn này. Và cái sự nỗ lực của Trung Quốc sẽ là một cái vai trò quan trọng để đem lại hòa bình, đặc biệt là do Ukraine và Nga. Nên cái chuyến đi của ông Dmitry Ba là thuyết phục Trung Quốc gánh vác một vai trò trong cái tháng 11 sắp tới đây để có một cái tổ chức hiệp định hòa bình một cách ổn thỏa, im đẹp, đặc biệt là trong cái bối cảnh mà Bắc Jo đã chính thức rút lui ra khỏi bầu cử tại Mỹ, thì nó sẽ có một cái bước ngoặt mới. Trung Nguyên nhắc lại giữa Bắc Jo vừa rút ra khỏi sau khi Bắc Trump bị bắn hụt, thì Tập Cận Bình có viết một cái lá thơ cho Bắc Trump nữa. Nên là nhiều khi cái sự ban giao ngoại giao nó đang khá là mờ ám, ly kỳ trong giai đoạn này. Nên sự hiện diện của Mỹ, của Trung Quốc, của Nga nó cũng là một sự hiện diện cần thiết cho cái cuộc đàm phán hòa bình vào tháng 11 sắp tới đây. Nên cái chuyến đi chính thức của phía bên Ukraine là cái vấn đề này. Ngoài ra thì kêu gọi Trung Quốc không yểm trợ cho Nga bằng vũ khí, không bán vũ khí cho Nga, không bán những cái thiết bị mà quân sự cho Nga có thể sản xuất vũ khí. Đây là hai vấn đề mà Ukraine họ đang đấu tranh để kêu gọi Trung Quốc thực thi và kêu gọi sự ủng hộ. Đó là cái nhìn của người dân Ukraine. Mà bây giờ Trung Nguyên mạng phép đưa ra cái nhìn của mình về Trung Quốc. Thực tế Trung Quốc không bận tâm cuộc chiến. Trung Quốc không bận tâm cái hòa bình, nó đúng hơn. Trung Quốc còn đang muốn âm mưu cuộc chiến tranh này còn kéo dài. Đối với Trung Quốc, cái sự cuộc chiến Ukraine và Nga, Trung Quốc là người hưởng lợi. Cái lợi của Trung Quốc nó quá rõ. Thứ nhất là nền kinh tế của Nga đã gớt vào trong tay của Trung Quốc. Những tập đoàn công ty của Mỹ, của châu Âu đã rời khỏi đất nước Nga. Và những tập đoàn đó là những tập đoàn lớn giống như là Coca-Cola, McDonald's, xe hơi, những siêu thị lớn giống như là Carrefour, Walmart, những cái siêu thị mà khủng khiếp mấy ngàn công nhân. Những cái hãng sữa, những cái sự đầu tư của nước ngoài đã rời khỏi đất nước Nga bởi vì lệnh trừng phạt của thế giới. Nhưng Trung Quốc thì hưởng lại, Trung Quốc đã mua lại những cái đầu tư này. Trong cái giai đoạn mà nền kinh tế, sự phát triển của Nga đang suy yếu, những cái mỏ đồng, mỏ sắt thì cần sự đầu tư, cần bán cổ phần thì Trung Quốc đã mua dần. Nga đang thiếu tiền để cung đắp, xây dựng về chế tạo vũ khí, Trung Quốc là người cho mượn tiền để lấy tiền lời. Trong cuộc chiến tranh càng kéo dài thì Trung Quốc càng dễ thao túng cái nền kinh tế của đất nước Nga. Trung Quốc có dễ xâm nhập vào chính trị và kinh tế. Đối với cuộc chiến tranh này, Trung Quốc còn mong nó kéo dài vài năm nữa để Trung Quốc có dư thời gian để chuẩn bị. Đặc biệt hơn nữa là cái kho vũ khí của phương Tây, của Mỹ, của châu Âu cũng cạn kiệt. Bởi vì phải cung đắp cho Ukraine. Phải cung đắp cho Ukraine. Và Trung Quốc có dư thời gian để củng cố cái phòng thủ của mình, đặc biệt là cái kho vũ khí của mình, đặc biệt là cái kho vũ khí hạt nhân. Trung Quốc có thể sản xuất với một cái tốc độ thần tốc mà không ai để ý tới. Vì ai cũng lo chiến tranh, Trung Quốc có thể củng cố cái phòng thủ của mình. Và cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga càng kéo dài thì Trung Quốc càng lớn mạnh. Cái điều đó thì không có ngu dại gì và Trung Quốc muốn ngừng cuộc chiến hết. Trung Quốc nói thật với các quý vị là Trung Quốc còn đang âm thầm xúi dục nhiều cái thế lực để tạo ra nhiều cái khủng hoảng, đặc biệt là làm sao cho cuộc chiến tranh Ukraine và Nga không dễ chấm dứt. Nhưng đó đều là những gì mà Trung Quốc làm trong bóng tối, chứ không bao giờ làm ở bên ngoài. Bên ngoài thì Trung Quốc lúc nào cũng nói với cái giọng điệu rằng ơi, chúng tôi yêu hòa bình, chúng tôi yêu màu xanh, chúng tôi yêu hòa bình, chúng tôi ghét chiến tranh. Nhưng đó là những cái gì bề ngoài mà Trung Quốc nói. Nhưng thực tế thì chúng ta biết cái thâm đập của Trung Quốc thì nó không quá rõ rồi, nó quá rõ. Thực tế Trung Quốc muốn giúp đỡ thế giới hòa bình đơn giản như là đang giỡn. Chỉ cần không ban giao với Nga, bảo đảm với các quý vị Putin ký hòa bình với Ukraine liền.
Trung Quốc bây giờ là trở mặt với Nga. Một cái thôi. Trở mặt với Nga một cái là Putin ký hòa bình. Nhưng mà Trung Quốc đâu có làm điều đó. Vì Trung Quốc đang hưởng lợi với cái cuộc chiến tranh đẫm máu này mà. Trong một cuộc chiến tranh thì cũng có người có lợi. Chúng ta thấy rõ được bây giờ là cái nơi sản xuất vũ khí, cái nơi bán vũ khí đang trục lợi rất là nhiều. Và Trung Quốc đang bán vũ khí, đang bán thiết bị mà Nga đang cần. Hiện bây giờ Nga trao đổi không bằng tiền thì bằng năng lượng, bằng dầu hỏa, bằng khí ga. Nên cái điều đó mà bây giờ chúng ta chờ đợi Trung Quốc gánh vác một cái vai trò hòa bình thì Nguyên thấy nó còn nằm bơ ban ngày. Nhưng mà mấy ông Tây Phương, mấy ông Mỹ, mấy ông Ukraine thì mấy ổng lúc nào cũng tin tưởng rằng là Trung Quốc là người hài hòa cả. Nên Nguyên nói rồi, họ không hiểu về cái đường lối chính trị của Trung Quốc. Cái điều này mình cũng không trách được họ. Bởi vì họ xôn đột với chính quyền của Trung Quốc không nhiều bằng chúng ta. Chúng ta ở sát kế bên quốc gia láng giềng, chúng ta đã học quá bao nhiêu bài học đến từ Trung Quốc. Chúng ta đã hiểu quá nhiều về họ. Chúng ta đã hiểu quá nhiều về họ. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề giữa Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ, và Bộ Ngoại giao của Ukraine đã đến Trung Quốc ngày hôm nay. Và bây giờ chúng Nguyên cập nhật bản tin của giao tranh, chiến tranh khốc liệt ở tại những cái khu vực nào đang cần thiết phải chia sẻ với các quý vị. Ngày hôm nay thì Ukraine tấn công với quy mô lớn. Theo nguồn tin của Ukraine cho biết thì Ukraine đã tấn công trên 80 chiếc máy bay không người lái. Nga thì công bố họ đã ngăn chặn thành công 70 chiếc máy bay không người lái trên nhiều khu vực trên lãnh thổ của họ, đặc biệt là khu vực Belgorod, Rostov và nhiều nơi khác. Nga cho rằng là họ đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công của Ukraine trên lãnh thổ của mình với những quy mô lớn. Nga không nêu lên những sự thất bại. Nhưng các quý vị cũng biết mà, những cái gì Nga nói thì chúng ta tin một chút thôi. Trung Nguyên cảm ơn Mạnh Thường Quân ủng hộ chương trình đến từ Đài Loan mến thương. Các quý vị cũng thấy rõ được là những cái gì Nga nói đó thì chúng ta tin một chút. Theo vệ tinh chụp cho biết thì ít nhất là cái căn cứ không quân của Nga đã bị thiệt hại nặng nề. Và nhiều nơi khác, đặc biệt là cái nơi chứa dầu và lọc dầu của Nga đã bị bốc cháy. Theo một nguồn tin chưa xác thực là cái kho đạn vũ khí của Nga cũng đã bị nổ. Đây là những cái gì sơ bộ trong ngày hôm nay và có thể còn nhiều hơn nữa. Những thiệt hại của Nga trong ngày hôm nay nhiều hơn nữa. Nhưng phía bên Nga công bố là họ không bị thiệt hại gì hết. Hoàn toàn không bị thiệt hại gì cả. Họ đã ngăn chặn hoàn toàn thành công cuộc tấn công của Ukraine với quy mô lớn, là họ ngăn chặn 70 chiếc máy bay không người lái. Đây là cái báo cáo của Nga, mà các quý vị biết là lúc nào cũng vậy. Nguyên ít có khi nào tin tưởng cái báo cáo như vậy lắm. Vì bên nào cũng có thần phần thổi phồng và che lấp một phần sự thật. Vì người ta không muốn ảnh hưởng đến sĩ khí quân đội, không muốn ảnh hưởng đến lòng dân hoang mang. Nên lúc nào người ta cũng đưa những bản tin tốt đẹp mà che lấp đi những bản tin xấu. Ngược lại Nga ngày hôm nay là công bố lấy thêm 2 ngôi làng nữa. Nguyên cũng không biết các quý vị. Từ đầu cuộc chiến tới giờ đó, thì cứ mỗi ngày đó, thì Nguyên đã nhận được bản tin là 1-2 ngôi làng, nhiều khi 3 ngôi làng. Mà 2 năm mấy rồi Nguyên không biết là Nga lấy được bao nhiêu ngôi làng nữa. Mà ngày nào các quý vị đọc báo Nga, cái báo cáo của quốc phòng của Nga đó, thì ngày nào cũng có 1-2 ngôi làng bấy hết. Nguyên không biết là Ukraine có bao nhiêu ngôi làng tổng cộng trong đất nước mà ngày nào Nga cũng lấy 1-2 ngôi làng đó. Nguyên cũng không biết nữa, ngôi làng ở đâu mà nhiều quá. Bây giờ nếu mà tổng cộng lại 2 năm mấy vừa qua mà ngày nào cũng tính 1-2 ngôi làng thì các quý vị nghĩ đi, mấy ngàn ngôi làng Nga đã lấy rồi. Cứ ngày nào Nga cũng công bố là có 1-2 ngôi làng là lực lượng của Nga đã lấy, đã tấn công, kẻ địch đã bại trận và đã rút lui ra khỏi, và cái ngôi làng này tôi là quản lý. Và cứ ngày nào lặp đi lặp lại cũng như vậy hết. Đó, thì nhiều khi Nguyên, đặc biệt là nhiều khi Nguyên ngồi Nguyên gãi đầu, có nhiều khi những cái ngôi làng mà Nga lấy từ đầu năm đến giờ nó nhiều hơn những gì ngôi làng của Ukraine có tồn tại. Mà cứ ngày nào cũng lấy 1-2-3 ngôi làng, 1-2 ngôi làng hết, thì làng ở đâu mà lấy nhiều như vậy? Đó, cái điều đó là cái điều mà Nguyên rất là thắc mắc. Nhưng mà ngày hôm nay thì Nga cũng đã báo cáo lấy thêm 2 ngôi làng. Ngày nào cũng có cái điều đó hết. Tình trạng của cuộc chiến mà ngày hôm nay người ta nói khá nhiều, đó là khu vực gần Donetsk. Nga đã mở một cái mặt trận quy mô lớn tấn công vào khu vực này. Nhưng không may cho Nga đã rớt vào cạm bẫy. Đặc biệt là lữ đoàn thiết giáp của Nga
đã hoàn toàn bị tiêu hủy với máy bay không người lái mới của Ukraine mới vừa chế tạo. Các quý vị cũng biết là Nguyên có cập nhật cho các quý vị sự sáng tạo của Ukraine rất là mãnh liệt, đặc biệt là công nghệ máy bay không người lái. Và Nga đã mở một cái mặt trận mới ở khu vực gần Donetsk để tìm một cái thắng lợi, nhưng tiếc thay Nga không thành công. Nên là cái cuộc thảm bại của Nga, người ta dùng một cái câu là thảm bại của Nga cho cái cuộc tấn công đợt này, khi lữ đoàn thiết giáp của Nga đã bị hoàn toàn tiêu hủy, mười mấy chiếc xe tăng, xe bọc thép của Nga bước vào để mà tiến lên thì ngay lập tức đã bị một bầy máy bay không người lái lao vào, và cái kết cục là những chiếc xe tăng này nó không còn hoạt động và nó đã gặp trong những trường hợp khó khăn. Trong cuộc chiến thắng bại nó chưa biết được. Bữa nay thì Ukraine thắng, ngày mai thì Ukraine bại, bữa trước thì Nga thắng, nên cuộc chiến tranh ở trên những cái nơi giao tranh chiến trường nữa các quý vị. Nguyên ít có khi cập nhật là gì? Vì cái sự cập nhật của chúng ta nó khó chính xác. Và khi mà Nguyên làm người thông tin truyền thông mà cập nhật bản tin nó khó chính xác thì sẽ mất uy tín. Nên là Nguyên chỉ có nói sơ sơ thôi. Chứ thực tế là ngày nào báo chí của quốc phòng của Ukraine và Nga cũng tiết lộ ngày tôi tiêu hủy S-300, tôi tiêu hủy bao nhiêu xe tăng, tôi tiêu hủy bao nhiêu binh sĩ. Cái điều đó thì Nguyên khó tin. Bởi vì thực tế đó, cái con số cụ thể đó thì không ai xác định được. Và cái điều hai bên, không có bên nào thừa nhận cái sự thiệt hại của mình hết. Bên nào cũng nói là tôi không thiệt hại gì hết. Ukraine thì không bao giờ nêu lên, mà Nga cũng không nêu lên cái thiệt hại của mình. Đó, nên là bây giờ nó khó cái sự kiểm chứng là bản tin nó thật hay giả. Nguyên chỉ đưa những bản tin nào là Nguyên đã được kiểm chứng qua vệ tinh, qua chính xác. Và Nguyên khẳng định là cái bản tin nó đã xác thật qua của hai bên, thì Nguyên mới chia sẻ với các quý vị thôi. Còn nếu các quý vị muốn những bản tin nóng như vậy đó thì có nhiều người chia sẻ lắm. Chỉ cần đơn giản là vô trang quốc phòng của Ukraine và vô trang quốc phòng của Nga và cứ lặp đi những gì họ báo cáo của mỗi ngày. Vào 8 giờ sáng là họ có cái báo cáo rồi. 8 giờ sáng là có báo cáo của hai bên. Thì cứ đọc thuộc lòng và chia sẻ thôi. Nó dễ mà. Cái đó nó không cần phải nhức đầu. Và bây giờ, cuộc tấn công của Nga ngày hôm nay ở hai khu vực chính, sau khi lữ đoàn của Nga thảm bại ở khu vực Donetsk, Putin đã tức giận và máy bay thả bom của Nga đã cất cánh, đặc biệt là MiG-31 của Nga đã dùng hỏa tiễn tầm xa đã tấn công vào hai khu vực chính, đó là miền Nam Kherson và khu vực Donetsk Nguyên mới vừa nêu lên. Lý do tấn công vào miền Nam thì ngày hôm qua, nếu các quý vị còn nhớ đó, một nhóm binh sĩ của Nga đã qua sông Dnipro. Mà khi lúc đó khi qua sông thì lực lượng Ukraine đã biết trước, thấy qua sông rồi, nhưng Ukraine không có ngăn chặn. Ngược lại, Ukraine tạo ra cái cạm bẫy và chờ đợi khi họ qua sông hoàn toàn hết, họ bước vào trong cạm bẫy thì mới phục kích. Thì nhóm đặc nhiệm của Nga trà trộn qua sông Dnipro đã bị tiêu hủy. Ngày hôm nay thì Nga lại thất bại ở khu vực Donetsk khi cuộc tấn công làm Putin đã nổi cơn điên và thịnh nộ. Nên là ngày hôm nay là Putin đã thả bom và tấn công tầm xa vào hai khu vực chính, đó là miền Nam Kherson và khu vực Donetsk. Hiện bây giờ cái con số thương vong cụ thể không rõ, và cái trụ sở tấn công của Nga như thế nào, có thiệt hại đến Ukraine hay không thì phía bên Ukraine chưa công bố. Nhưng mà Nga đang trả thù với cuộc thất bại vừa qua. Thì đây thì cũng là như vậy thôi. Mỗi lần mà Nga bị thất bại thì Nga sẽ dùng hỏa tiễn, máy bay bơm lượng và Nga tấn công. Cái điều này lặp đi lặp lại các quý vị thường xuyên. Nếu mỗi lần mà Nga bị tấn công một chỗ nào đó thì Nga trả đũa ngay lập tức. Để làm gì? Để Nga có thể gỡ gạc lại, để cho cái niềm tin của lực lượng quân đội không bị suy yếu. Nga có thể chứng minh đó, chúng ta mới tấn công của kẻ địch đó, bị thương nghiêm trọng đó. Đó, đây là những cái gì mà Nga để làm gì? Để cho cái bản tin cũ nó bị trôi đi, lẹ đi. Nếu mà Ukraine cứ nhắc đi nhắc lại cái sự thất bại của Nga thì sĩ khí quân đội nó sẽ che lấp. Nhưng nếu có những sự kiện nổi bật khác thì những cái bản tin cũ như vậy nó sẽ trôi lẹ đi và người ta sẽ quên mau hơn. Cái điều đó là cái điều chiến lược tâm lý chính trị các quý vị. Cái điều đó mỗi lần mà Nga thất bại là ngay lập tức trong 1-2 ngày sau là Nga tấn công rất là nhiều. Để cho cái sự thất bại của Nga người ta không còn nhớ nữa và ta chỉ còn nhớ sự tấn công của Nga và thôi. Nên là ngày hôm nay thì Nga đã trả thù tấn công quy mô khá lớn ở khu vực miền Nam. Theo cái nguồn tin cụ thể trước khi Nguyên làm chương trình thì Nga vẫn còn đang tấn công. Sự thiệt hại như thế nào thì Nguyên không rõ.
Nguyên không thể báo cáo cái gì mà mình không rõ được. Đây là Nguyên biết là quốc có tấn công quy mô lớn đó, nhưng mà Ukraine có thiệt hại nặng nề hay không, người dân có bao nhiêu người tử vong, vân vân và vân vân. Nguyên xin lỗi các quý vị, ngày mai chúng ta mới có thể cập nhật được. Còn tạm thời bây giờ chỉ có biết là tấn công mà thôi. Đó là bản tin liên quan đến sự việc tấn công của Nga trả thù Ukraine ngày hôm nay, cũng khá là dữ dội mà Nguyên cũng muốn tâm tình chia sẻ cùng các quý vị. Trong một cái bối cảnh mà chiến tranh đang ở trong một cái giai đoạn mà kêu là chờ đợi cuộc phản công của Ukraine, thì tới bây giờ thì cho Nguyên nhắc lại thêm một lần nữa, máy bay F-61 mà các quý vị yêu mến chưa vào cuộc chơi. Hiện bây giờ vẫn chưa biết F-61 đang đậu ở đâu. F-31 đang ở đâu? Những anh phi công trẻ tuổi được huấn luyện đào tạo lái máy bay F-31 hiện bây giờ đang làm cái gì? Khi lúc đó số lượng nhóm đầu tiên đã về, có khoảng hơn 20 mấy anh phi công đã đủ tầm cỡ bằng cấp để lái máy bay rồi. Nhưng máy bay thì theo nguồn tin mà báo cáo của phía bên NATO và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ là máy bay cũng đã gửi rồi, nhưng không thấy bước vào cuộc chiến. Nên hiện bây giờ cái sự bí mật của F-61 vẫn là một cái câu hỏi bí mật. Người ta hỏi chừng nào sử dụng nó để phản công đây? Khi nào? Khi lúc đó mấy ngày hôm nay thì Ukraine và Hoa Kỳ vẫn đang có cuộc đàm thoại và nói chuyện về vấn đề mở những cấm vận, mở những sự gào cản mà Ukraine họ đang chờ. Ngày hôm nay Ukraine đang đặt cược, đó là sự mở cấm vận mà cho phép Ukraine sử dụng quả tiễn và F-61 tấn công trên lãnh thổ của Nga, hay là xâm nhập vào lãnh thổ của Nga nói đúng hơn. Có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là máy bay F-61 có thể bay trên lãnh thổ của Nga. Hiện bây giờ Ukraine chưa được quyền phép. Ukraine có thể bay trên lãnh thổ của mình và tấn công Nga, nhưng không được quyền bay trên lãnh thổ của Nga. Cái điều này nó đang làm khó dễ, rất là khó dễ cho Ukraine. Vì ngày hôm nay những cái kho vũ khí trọng tâm của Nga nó đặt xa biên giới mấy trăm cây, và quả tiễn thì chỉ có bắn được 300 cây số thôi. Nó là cái điều mà nếu bây giờ máy bay có thể bay vào trong vài trăm cây số và từ đó tấn công thì nó sẽ hữu hiệu hơn nhiều. Nhưng hiện bây giờ thì NATO vẫn chưa cho phép. Nguyên thực tế chắc quý vị là Nguyên rất là bất mãn mấy ông NATO, mấy ông lề mề lắm, mấy ông làm việc. Nguyên nói thật chắc quý vị đó, cái kiểu mà đánh mà không cho Nga quá đau, sợ Nga nổi cơn điên, đó cứ đánh mà đánh vừa vừa vậy đó, cứ mà làm sao cho Nga nó không thể đi qua cái lằn ranh đỏ thành con chó điên mà cắn trở lại, đó không đuổi chó đến đường cùng, cứ như vậy cũng tạo ra cho Nga có một cái cơ hội để có đường lui, và cứ đánh kiểu đó hoài. Đó, cái điều đó là hiện bây giờ thì cái điều này đang là một cái điều mà Ukraine họ đang nhu cầu mấy ngày hôm nay, họ nói chuyện rất là nhiều với Hoa Kỳ. Họ nói chuyện rất là nhiều với Hoa Kỳ, họ nói chuyện rất là nhiều với ông John Stoltenberg. Họ nói bây giờ là các ông cung cấp vũ khí cho tôi mà các ông khó khăn quá. Bây giờ cái kho vũ khí của kẻ địch, những cái hệ thống quan trọng của kẻ địch nó nằm ở đằng sau cuộc chiến 300 cây số. Thì chúng tôi làm được cái gì bây giờ? Quả tiễn các ông cung cấp cho tôi nó cũng nằm 300 cây số thôi. Tôi phải đi vô trong lãnh thổ của Nga rồi tôi mới có tấn công được. Mà ông không cho chúng tôi vô trong lãnh thổ của Nga thì chúng tôi làm được cái gì? Thì cái điều này đang nằm ở trong một cái giai đoạn tranh cãi và NATO và Hoa Kỳ chưa có giải quyết được vấn đề nan giải này các quý vị. Vấn đề nan giải mà Nguyên mong rằng thời gian sắp tới đây nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Và cái công bố của ông John Stoltenberg, tổng thư ký của Liên minh NATO sắp sửa hết nhiệm chức, ông ta sẽ công bố cụ thể là Ukraine có quyền sử dụng tự do. Cái điều đó là cái điều mà Nguyên đang chờ đợi. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì cái điều này. Ngoài ra thì tình trạng của Ukraine có vài vấn đề, đó là vấn đề nội bộ của Ukraine. Thì các quý vị cũng biết là cuộc chiến tranh kéo dài thì ai cũng mệt mỏi. Đặc biệt là quan điểm chính trị nó khác biệt vì đất nước tự do mà. Đó là một mặt. Mặt thứ hai đó là Tổng thống Zelensky đã không còn phải là Tổng thống mình kêu là hợp lệ vì ông ta chỉ là người tạm thời. Nên cái sự việc trong nội bộ nó xảy ra những sự tranh cãi. Ngày xưa ông làm Tổng thống thì tôi còn nghe lời ông. Bây giờ ông chỉ là cái người tạm thời thôi. Nên là có sự tranh cãi trong nội bộ, đó là có thật. Vì cái quan điểm chính trị nó khác chiều. Quan điểm của Tổng thống Zelensky đó là muốn lấy lại tất cả diện tích đất đai, không nhượng bộ Nga để đổi lấy hòa bình. Còn có những quan
quan chức á, nói bây giờ cuộc chiến tranh này á, không biết chừng nào nó chấm dứt. Nga bây giờ gần đây thì Nga cũng muốn đàm phán đó. Cái điều là Nga không muốn mất là mất đảo Crimea. Mình không lấy đảo Crimea, mình đàm phán hòa bình với Nga. Có những quan điểm đó cũng có. Và những quan điểm đó thì gặp những cái sự trái chiều trong đảng phái. Nên là trong nội bộ của đất nước Ukraine cũng đang gặp một cái sự khó khăn. Đó là cái sự thống nhất về vấn đề đàm phán hòa bình. À, có một phần á, thì họ cho rằng á, là nhất trí không nhường đất đai. Đặc biệt là cái nhóm mà lực lượng Azure đó, họ đã công bố chính thức kẻ nào nhường đất đai để đổi lấy hòa bình, họ sẽ truy nã kẻ đó với cái tội phản quốc. À, có một nhóm á, thì họ nói bây giờ đó cuộc chiến tranh này đó, chúng ta không thể lấy hết được đất đai. Chúng ta có thể lấy được những cái gì mà trước năm 2014, cái thỏa thuận của năm 2014. Chúng ta có nghĩa là cái khu vực Crimea, Nga vẫn quản lý, và cái khu vực ly khai của năm 2014 Nga cũng quản lý. À, chúng ta có thể trao đổi về vấn đề hòa bình cái điều này, nhưng mà có nhiều người không đồng ý. Nói chung đất nước nào cũng vậy, nó cũng như sự khó khăn của nội bộ. À, không có nước nào hoàn hảo hết, và trong nội bộ của Ukraine cũng phải gặp những cái sự gào cản và phải vượt qua cái khó khăn đó. Và mình mong rằng là cái sự đoàn kết của dân tộc Ukraine, chính phủ Ukraine, nó sẽ tạo ra được một sức mạnh thống nhất, vì đoàn kết mới tạo ra được một cái sức mạnh và có thể đem lại cái thắng lợi và đánh lùi giặc ngoại xâm rời khỏi đất nước và lấy lại toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trong những ngày kế tiếp. Đây là bản tin thời sự giữa Ukraine và Nga, nóng bỏng, hấp dẫn, sôi động mà các quý vị đang chờ đợi.